Mình không hiểu tại sao á, có một số nhóm người Việt mà sống bên Mỹ quá lâu á, người ta lại nghĩ á, là nói tiếng Việt phải lớn thì nó mới sang và nó mới ra dáng Việt kiều. Tại sao ở Nhật mà các bạn không bị đớp, mà tại sao qua Mỹ mà các bạn bị đớp? Là sao vậy? Theo cá nhân của Đậu nghĩ thì có thể đó là người đó họ không muốn thừa nhận mình là người Việt Nam. Việt kiều đi ra nước ngoài vài năm cái xong quên tiếng Việt, nói chuyện lớn. Cho dù đó là mình ở nước ngoài cũng đã hơn 13 năm rồi, nhưng mà tiếng Việt của mình cũng khá sành sỏi. Thì theo cá nhân của Đậu nghĩ thì có thể đó là người đó họ không muốn thừa nhận mình là người Việt Nam. Họ không muốn thừa nhận ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Tại vì ngôn ngữ mẹ đẻ là một cái ngôn ngữ các bạn đến già đến chết các bạn cũng không thể quên được. Trong khi đó là các bạn từ nhỏ, có nghĩa là 3-4 tuổi là các bạn, hoặc là 5-6 tuổi các bạn đi ra nước ngoài, và đến bây giờ đó các bạn 50-60 tuổi rồi, thì một mai đó thì đồng ý là có thể quên được. Nhưng mà một khi các bạn đã học và lớn lên ở Việt Nam, sống ở Việt Nam mười mấy 20 năm, các bạn đi ra nước ngoài các bạn ở cả chục năm tới già, các bạn cũng không có thể nào mà quên được cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Nên không có dụng nữa là đi ra nước ngoài 2-3 năm thôi, bắt đầu nhập lên lớp, bắt đầu quên đi từ ngữ. Giả tạo, quá giả tạo. Mình không hiểu tại sao á, có một số nhóm người Việt mà sống bên Mỹ quá lâu á, người ta lại nghĩ á, là nói tiếng Việt phải lớn thì nó mới sang và nó mới ra dáng Việt kiều. Mình thấy cái suy nghĩ đó á, nó rất là lỗi thời và nó quá lạc hậu rồi. Mình làm video, khán giả của mình đa số là người Việt. Mình làm video cho các bạn nghe, mình rất là tôn trọng tiếng Việt. Mình làm video, mình nói tiếng Việt, mình cố gắng mình nói tròn bằng từ ngữ cho mọi người nghe. Mình thấy có những chú, có những anh sống ở Mỹ rất là lâu vô comment là chú em mày nói tiếng Việt rạch quá, vậy là chưa ở Mỹ lâu, biết gì mà nói. Sự mình không hiểu là tại sao nói tiếng Việt phải lớn thì mới sang, là mới là hiểu biết. Mình thấy cái việc mà nói một cái ngôn ngữ á, nó đã không còn là cái thước đo về cái trình độ cái con người đó rồi. Ngày nay các bạn trẻ ở Việt Nam á, thật sự mình thấy các bạn đã nói tiếng Anh rất là giỏi rồi, và bây giờ các bạn đang có một cái phong trào á, là các bạn không có nói tiếng Anh xen lẫn tiếng Việt để tôn trọng cả hai ngôn ngữ, cả tiếng Anh và tiếng Việt. Mình thấy thật sự mà nói á, nếu như các bạn đặt cái tâm mình vào cái ngôn ngữ mà các bạn đang nói á, thì các bạn sẽ không có bị lớn và các bạn sẽ không có bị quên. Mình cũng đã sống ở đây là một thời gian rồi, và tất cả mọi sinh hoạt hàng ngày của mình đều nói bằng tiếng Anh 100% hết. Mình rất ít khi nào nói tiếng Việt, chỉ có khi nào mình quay video cho các bạn mình mới nói tiếng Việt thôi. Và mỗi khi quay tiếng Việt á, mình luôn cố gắng nói tròn từng chữ, nói rõ câu rõ nghĩa để thể hiện cái sự tôn trọng của mình cho cái ngôn ngữ mà mình lớn lên. Đối với những người mà qua Mỹ từ quá sớm, qua Mỹ còn nhỏ thì mình không nói tới, nhưng đối với những người mà đã trưởng thành rồi mới qua Mỹ mà nói thật sự là quên tiếng Việt, hoặc là lớ tiếng Việt, hoặc là tự nhiên cái lưỡi nó bị đớp theo cái tiếng Anh, thì mình thấy chuyện đó thật sự nó rất là khó xảy ra. Và có thể những cái người này người ta bị ràng buộc bởi cái quan điểm là đã là Việt kiều, đã là sống ở Mỹ thì phải nói tiếng Việt lớ một chút, phải quên mất tiếng Việt đi thì nó mới sang. Cái suy nghĩ này thật sự á, quá là hậu. Tại sao có những người á, người ta đi Mỹ 5-10 năm gì đó nha, người ta bị đặt về rồi nói giọng đớp đớp của anh chị em đây, hiểu không? Đây nói chuyện không có dấu đồ. Mà tại sao mà em ở bên Nhật này lâu lắm rồi nha, mà rất là nhiều người đang ở bên này rồi, ở 15-20 năm luôn rồi, có người ở 25-30 năm, 40 năm, 50 năm luôn, ở rất là lâu rồi. Em sống với rất nhiều người lớn tuổi, mà tại sao mà người ta cũng không có chuyện mà nói đớp gì đâu? Thì là cũng là một nước khác nhau mà anh chị em qua nước ngoài mà, đúng không? Tại sao các bạn ở Campuchia mà về các bạn không nói không bị đớp? Tại sao ở Nhật mà các bạn không bị đớp, mà tại sao qua Mỹ mà các bạn bị đớp? Là sao vậy? Anh chị em giải thích giùm em cái. Rồi em xin quay trở lại vấn đề nè, sẵn để em nói nè. Có một số bạn nha, em biết là đi Mỹ rồi như thế nào, đi có 5-10 năm về mày đặt nói chuyện bỏ dấu, xong mày tới ăn cái dĩa rau muống á, cầm cọng rau muống lên, trời ơi đâu mà nội mày, trời cái nết cũng quá trời quá đất rồi, rồi đừng có giả nhân nữa, mình sống thực tế đi. Tiếng Anh mày đặt tiếng có tiếng không á, còn tập quên tiếng Việt nữa chứ, sao hay ra dẻ quá. Rồi em có bài gì nha, đã đi Mỹ năm 88-89 gì đó nha, 30 mấy năm nay rồi đó, về nhà thử chập bả cái coi, bả chửi tiếng Việt không xám hồn nữa thôi luôn á nha, bả chửi tới nái luôn á, cũng là cái gen nhà em, anh chị em hiểu không? Bây giờ em xin quay trở lại vấn đề nha. Tại sao những người đi Mỹ mà đi 5-10 năm, 15 năm người ta về người ta nói đớp, mà những người đi Nhật, đi Campuchia, đi Lào, đi Thái Lan nữa nha, người ta ở bên đó 5-10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm mà người ta quay trở lại Việt Nam người ta không nói đớp? Anh chị em á, giải thích giùm em cái nha, và xin chào mọi người, hẹn mọi người video tiếp theo.